Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, phụ nữ luôn có một vai trò rất to lớn. Sự hy sinh và những đóng góp của họ đã giúp dựng nên truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trong số những người phụ nữ tài danh, không thể không nhắc đến anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi, Bến Tre. Trong hồi ký, không có con đường nào khác, bà Nguyễn Thị Định kể: Khi tôi lên 10 tuổi, cái cảnh ba tôi phải đi chèo ghe mướn chẳng kể tối ngày, và cảnh má tôi vừa phải sinh con được vài bữa đã phải gượng dậy ngồi còm còm mai mướn đã qua rồi. Bây giờ gia đình tôi tạm đủ chứ không quá đổi chật vật như trước, vì cái bầy chim chích chòe đủ chục anh chị em tôi đều có sức cuốc ruộng làm vườn đóng đái. Ngày còn nhỏ, Nguyễn Thị Định ốm nhom vì bị suyễn. Nhà lại xa trường nên bà chỉ được ở nhà học với anh ba Chẩn, người anh ruột giỏi làm ruộng đóng đái nhưng cũng rất hay chữ, hiểu lễ nghĩa ở đời. Những tối rảnh rỗi, cả nhà bà Định và người dân trong xóm thường ngồi tụm lại quanh ngọn đèn dầu, nghe anh ba Chẩn đọc sách. Đây là câu chuyện về chàng trai Lục Dân Tiên can trường trí dũng, về nước mắt cụ Đồ Chiểu khi viết văn tế những nghĩa sĩ yêu nước ở Cần Giuộc. Từng chữ, từng lời đã hun đúc nên lòng tiết nghĩa, sự thẳng ngay trong trái tim thơ trẻ. Và tình yêu quê hương tổ quốc trong bà cũng lớn dần. 16 tuổi, được sự hướng dẫn của anh ba, bà Nguyễn Thị Định bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. 2 năm sau, tháng 10 năm 1938, bà trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Cũng trong thời gian này, bà lập gia đình với ông Nguyễn Văn Bích, tức Ba Bích, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Bến Tre lúc bấy giờ. Năm 1940, ông Ba Bích bị giặc bắt và đày đi Côn Đảo. Không lâu sau, bà Nguyễn Thị Định cũng bị bắt giam tại nhà tù Bà Rá ở tỉnh Bình Phước ngày nay. Xa đứa con thơ mới 7 tháng tuổi, đã phải gửi lại cho bà ngoại. Chịu đựng mọi sự tra tấn của giặc, bà vẫn một lòng kiên trung bảo vệ đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng. Chính tại nơi đây, các nữ tù chính trị gọi bà theo tên chồng là chị Ba Bích. Từ đó, bà mới có cái tên Ba Định thay cho Út Định. Năm 1943, bà Ba Định bệnh nặng. Cũng vì không có bằng chứng buộc tội nên chính quyền Pháp thả cho bà về quản thúc tại địa phương. Kính thưa quý khán giả, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm của tỉnh Bến Tre, ở quê hương của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Và từ thuở thơ ấu thì bà đã lớn lên tại nơi này. Và ngôi nhà nhỏ đơn sơ này thì cũng chính là nơi đã gắn bó với sự nghiệp hoạt động cách mạng của bà về sau. Ở Dòng Trôm, ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Định vẫn nằm nép mình dưới những rặng dừa mát rượi như tự thuở nào. Đã trăm năm, nó vẫn được những thế hệ sau chăm nom cẩn thận, như một cách gìn giữ những ký ức đẹp đẽ về người phụ nữ yêu quý của gia đình. Chuyện kể rằng, sau khi rời khỏi Bà Rá về Bến Tre, bà Nguyễn Thị Định đã liên lạc với tổ chức đảng và chính quyền cách mạng tỉnh. Trong khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945, bà là người cầm cờ dẫn đầu hàng ngàn quần chúng, tay dao, tay gậy, cờ băng, biểu ngữ, rầm rộ tiến vào chiếm lấy thị xã Bến Tre. Sau ngày khởi nghĩa thắng lợi, bà trở thành ủy viên ban chấp hành đoàn phụ nữ cứu quốc tỉnh. Đầu năm 1946, tình hình chiến sự khu 8 trở nên khá gay go. Vấn đề đặt ra cho phong trào cách mạng miền Nam nói chung và Bến Tre nói riêng lúc bấy giờ là phải có một con đường để tiếp nhận vũ khí, cũng như nhu yếu phẩm từ miền Bắc chuyển vào phục vụ chiến trường. Bản thân cô Ba là cái người được sinh ra và lớn lên ở trong cái vùng sông nước. Bến Tre là ba cái cù lao, chằng chịt sông rạch. Cho nên cái môi trường chiến đấu ở đây nó buộc những người tham gia hoạt động cách mạng thì phải lăn lộn trong chiến trường. Bao nhiêu là sông rạch, đường xá để mà đi hoạt động cách mạng. Cho nên cái môi trường đó là cái môi trường mà cô Ba được rèn luyện, được trưởng thành và thích nghi
rất là nhanh chóng. Có lẽ những cái việc như vậy đó, cho nên là vào tháng 3 năm 1946, cô Ba được tỉnh ủy chọn đi ra để gặp Trung ương, gặp Bác Hồ để báo cáo về cái tình hình kháng chiến chống Pháp ở cái khu 8 của chúng ta. Thưa quý khán giả, đây là bia lưu niệm đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc Nam. Và vào tháng 3 năm 1946 thì có một chiếc tàu đánh cá đã ngụy trang để mà đưa đoàn đại biểu của tỉnh Bến Tre ra Hà Nội gặp Trung ương Đảng và Bác Hồ, đồng thời mở đường để mà vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam. Và tham dự chuyến mở đường lịch sử ấy thì có các đồng chí Đào Công Trường, Ca Văn Thỉnh, Trần Hữu Nghiệp và bà Nguyễn Thị Định, người phụ nữ chỉ vừa 26 tuổi. Chuyến tàu xuất phát từ Cồn Lợi thuộc xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú ngày nay. Trên biển, họ dựa vào kinh nghiệm để xem thời tiết, đoán hướng gió, sử dụng la bàn hoặc nhìn sao trên trời mà định hướng đi. Các phương án nghi binh đối phó khi gặp tàu tuần tra của địch cũng được đặt ra. Sau một chặng đường dài, tàu cập bến Phú Yên, đoàn cán bộ tiếp tục đi xe lửa ra Hà Nội. Qua một thời gian học tập và làm việc tại thủ đô, hai đồng chí Ca Văn Thỉnh và Trần Hữu Nghiệp phải ở lại miền Bắc nhận nhiệm vụ mới. Còn bà Nguyễn Thị Định được Trung ương tin tưởng giao trọng trách trở về Nam Bộ cùng với một con tàu chở 12 tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Vậy là một mình bà đi thẳng vào Quảng Ngãi, nhận vũ khí và tài liệu mang về cho xứ ủy Nam Bộ. Thì nó cũng có cái hay là có những cái con người mà nó gắn liền với lịch sử mà lại nó cũng gắn liền với hoạt động của cô Ba Định. Thì cái thời đó, cái người mà mang vũ khí xuống thuyền để cho cô Ba trở về Nam thì chính là ông nhạc sĩ Văn Cao. Từ Quảng Ngãi trở vào, giặc chiếm đóng và kiểm soát khá gắt gao. Vậy nên Ba Định buộc phải vận chuyển vũ khí bằng đường biển, dù đây cũng không phải con đường an toàn. Hành trình vượt biển khơi sóng to gió lớn vô cùng gian khổ, đôi lúc cận kề cái chết. Nhưng bằng lòng quả cảm, trí thông minh, bà Ba Định đã đưa con tàu chở đầy vũ khí cập rạch Heo Hầm, huyện Thạnh Phú. Sau đó bàn giao cho Thượng tướng Trần Văn Trà, lúc bấy giờ là khu trưởng khu 8, một cách an toàn. Thì cái chuyến vượt biển này nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng đối với cách mạng Việt Nam nói chung và cách mạng miền Nam nói riêng. Đối với Trung ương thì chuyến vượt biển báo cáo của cô Nguyễn Thị Định nó đã giúp cho Trung ương có cái cơ sở để hình thành cái đường lối, cái sách lược, cái chủ trương cho cách mạng miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và sau này. Riêng đối với cái phong trào cách mạng miền Nam thì cái chuyến ra Bắc của cô Nguyễn Thị Định nó đã giúp cho cách mạng miền Nam nó có cái sự kết nối chặt chẽ hơn với Trung ương. Trong cái bối cảnh chúng ta gặp rất là nhiều cái khó khăn, khi miền Bắc thì có 20 vạn quân tưởng, ở phía Nam thì sự quay trở lại xâm lược của Pháp, và có thể nói rằng cô Nguyễn Thị Định là một trong những cái người đầu tiên tiên phong mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Tháng 3 năm 1946 thì lúc ấy cô Ba mới 26 tuổi. Một người phụ nữ trẻ mà lái một con thuyền vượt Bắc vào Nam cỡ như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái dũng khí và một cái ý chí là hết sức tuyệt vời của người phụ nữ như cô Ba Nguyễn Thị Định. Khu tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định được xây dựng để tri ân những công lao to lớn của bà đối với đất nước quê hương. Thông qua những hiện vật được lưu giữ tại nơi đây, câu chuyện về nữ tướng anh hùng tiếp tục được lần dở. Những năm từ 1948 đến 1953 là khoảng thời gian đầy khó khăn của cách mạng Bến Tre. Lúc này, bà Nguyễn Thị Định đảm nhận nhiều chức vụ như bí thư huyện Mỏ Cày, đoàn trưởng đoàn phụ nữ cứu quốc tỉnh, chủ tịch mặt trận liên Việt, vân vân. Năm 1954, bà được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Phụ nữ Cứu quốc Nam Bộ, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Bến Tre. Trong năm này, Hiệp định Geneva được ký kết. Nhưng không những không thi hành hiệp định, đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm còn trắng trợn đàn áp, trả thù dã man những người kháng chiến cũ. Chúng treo thưởng 10.000 đồng cho ai bắt hoặc giết được bà Nguyễn Thị Định. Giữa những ngày gian khó hiểm nguy ấy, bà đã phải giả làm người tu hành, người chăn dịch, người đi buôn, lặn lội khắp vùng Nam Bộ để chấp mối gây dựng lại phong trào. Nhờ sự đùm bọc che chở của nhân dân nên bà luôn an toàn qua mắt kẻ thù.
có một hình ảnh mà tôi nghe cô Ba kể lại thì rất là xúc động. Tức là một lần cô đi về công tác ở xã Phước Thạnh của huyện Châu Thành, cha mẹ trong cái nhà đó họ đi làm hết đi, còn lại hai đứa con thì cô Ba ở với hai đứa cháu đó. Tự nhiên địch nó phát hiện thì theo như kế hoạch thì cô Ba dỡ nắp hầm bí mật và chui xuống hầm, thì cái nước nó tràn lên ướt cả cái viện hầm đi. Thì một đứa cháu gái tên là Nguyễn Thị Thành mới 13 tuổi thì nhanh trí đập bể cái nồi tắm heo để lắp cái dấu vết của miệng hầm đi đánh đứa em. Mày không nên thân mày đập bể cái nồi tắm heo, ba má về mày bị đòn đó. Thì cứu được cô Ba ở trong một cái tình trạng mà hết sức là nguy kịch khi cô Ba đang ở dưới hầm. Tất nhiên đấy là một chuyện thôi, còn bao nhiêu chuyện mà vượt qua những cái khó khăn bế tắc khác. Thí dụ như cô Ba phải đi vào những cái chùa sống với các ni cô, thì bằng những cái con đường như vậy mà cô đã vượt qua mọi khó khăn, vượt qua được mắt địch để mà tồn tại hoạt động. Cuối năm 1959, đầu năm 1960, hội nghị đại biểu khu 8 được triệu tập. Hội nghị nhất trí phát động tuần lễ toàn dân khởi nghĩa diệt ác ôn, phá thế kìm kẹp, giải phóng nông thôn, làm chủ ruộng vườn. Theo đó, ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre được chọn làm điểm chỉ đạo. Ngày 17 tháng Giêng năm 1960, cuộc đồng khởi nổ ra. Với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Định vừa chỉ đạo lực lượng vũ trang đánh địch chống càn, vừa huy động lực lượng quần chúng đấu tranh binh vận, đấu tranh chính trị với phương châm ba mũi giáp công. Từ đây, cao trào bùng lên thành một ngọn lửa, sau đó lan rộng ra nhiều nơi ở Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Cao trào đồng khởi đã làm thay đổi cục diện ở miền Nam, phá vỡ một mảng lớn hệ thống chính quyền cơ sở của địch. Phong trào đồng khởi là một sự kiện rất là nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nó đánh dấu cái bước chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Cô Nguyễn Thị Định là chỉ huy quan trọng nhất của phong trào đồng khởi. Và sau phong trào đồng khởi này, Trung ương có những cái quyết sách chủ động hơn đối với phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. Cô Nguyễn Thị Định lãnh đạo phong trào đồng khởi thì ở Bến Tre nó có chỉ hơn 180 đảng viên thôi. Cô là Phó Bí thư Tỉnh ủy. Thì sau thắng lợi của phong trào đồng khởi, chúng ta có một cái vùng căn cứ địa tại chỗ liên hoàn, và trên cơ sở đó nó hình thành cái thế tiến công cho cách mạng miền Nam và là cái nền tảng để xây dựng mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam vào tháng 12 năm 1960 sau này. Đó là những cái nền tảng rất là chắc chắn để cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến ngày toàn thắng. Cũng từ thực tế phong trào đồng khởi, một lực lượng đấu tranh mới đã được bà Nguyễn Thị Định thành lập, đó chính là đội quân tóc dài. Thời điểm này, Trung ương Đảng chủ trương kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị. Trong đó, đấu tranh chính trị dựa vào quần chúng là một khía cạnh rất quan trọng. Đội quân tóc dài trở thành một mũi tiến công rất chắc chắn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lúc bấy giờ. Đội quân tóc dài là một cái binh chủng rất là đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là một cái đội quân mà nhiều sách vở họ ghi chép là không có vũ khí, không có súng ống, nhưng mà đấu tranh rất là hiệu quả. Bởi vì cái địa bàn hoạt động đội quân tóc dài gồm cả nông thôn, thành thị, vừa là tiền phương, vừa là hậu phương, vừa là hậu cần. Đội quân tóc dài nó hình thành và phát triển ở Bến Tre. Nhưng sau đó, cái hình mẫu đội quân tóc dài này nó lại lan tỏa ra hầu hết các cái tỉnh ở Nam Bộ, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau thắng lợi của phong trào đồng khởi, bà Nguyễn Thị Định được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Bến Tre. Năm 1961, bà là khu ủy viên khu 8. Năm 1965, bà được bầu là Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Cũng trong năm này, bà được giao nhiệm vụ Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ đây, bà có thêm nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của quân và dân ta trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tháng 4 năm 1974, bà được phong quân hàm thiếu tướng, trở thành vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhận xét về nữ tướng Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới, chỉ nước ta có vị tướng quân là gái như vậy. Thật dễ dàng cho cả miền Nam, cho cả dân tộc ta. Sau ngày thống nhất đất nước,
bà giữ nhiều chức vụ quan trọng của đảng, nhà nước như Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Từ đó, bà đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng đổi mới nước nhà. Một người phụ nữ mà tôi rất đáng khâm phục về tài năng, về trí tuệ, về khả năng tiếp nhận và cái khả năng mà gần gũi với quần chúng và một sự hy sinh cống hiến hết sức mình. Thiếu tướng Nguyễn Thị Định được cán bộ chiến sĩ gọi bằng một cái tên triều mến là chị Ba, cô Ba. Mỗi lần đến thăm đơn vị, ngoài việc kiểm tra đôn đốc việc tổ chức huấn luyện tác chiến quân sự, bà còn tận tâm chăm lo nơi ăn, ở, giải trí, quan tâm đến cuộc sống riêng tư của cán bộ chiến sĩ. Nơi nào bà đến, cuộc sống của bộ đội dường như trở nên vui hơn, bếp lửa hồng hơn, nhiều món ăn được chế biến ngon hơn, dù chỉ là củ mì, củ khoai hay vài cọng rau rừng. Kính thưa quý khán giả, thế nhưng đằng sau vinh quang của người phụ nữ huyền thoại Nguyễn Thị Định là nhiều mất mát hy sinh và cả những giọt nước mắt luôn được bà lặng lẽ giấu thầm. Cũng trong hồi ký của mình, nữ tướng Nguyễn Thị Định có chia sẻ. Lấy nhau không lâu, vợ chồng bà có với nhau một đứa con trai. Nhưng con mới sinh được 3 ngày thì mật thám đến bắt ông Ba Bích. Từ lúc chồng bị bắt đến khi ông bị đi biệt xứ ngoài Côn Đảo, bà chỉ kịp bồng con đến thăm ông được một lần. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, bà hỏi ông đặt tên con là gì. Ông trả lời là On, em nhớ không? Ngay sau đấy một hôm, bà cũng bị mật thám bắt đi nhà tù Bà Rá. Bé On đành phải cậy người thân chăm sóc. 3 năm sau cuộc chia ly, ngay khi vừa được thả ra khỏi Bà Rá, bà nhận được hôn tin rằng ông Ba Bích đã hy sinh ngoài Côn Đảo. Bà khóc ông tới không còn nước mắt. Tuy nhiên, nghĩ đến con, nghĩ đến bao đồng chí còn bị tù tội hoặc đã hy sinh, bà lại mạnh mẽ đứng lên. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva, bà Nguyễn Thị Định quyết định gửi anh On ra Bắc. Có ngờ đâu, đó lại là một cuộc chia ly vĩnh viễn khác. Ngày 2 tháng 9 năm 1960, trong một chuyến công tác, tranh thủ phút yên tĩnh hiếm hoi, bà viết cho con trai bức thư chan chứa tình yêu thương. Suốt 6 năm ròng hai mẹ con xa cách, bà chỉ nhận được thư con có một lần duy nhất. Bức ảnh On gửi về đủ sưởi ấm lòng người mẹ. Bà nghĩ đến một tương lai tốt đẹp cho con. Nhưng vừa gửi xong lá thư, trở về cơ quan tỉnh ủy thì bà nhận được bức điện. Cháu On, con chị Ba, bị bệnh mất ngày 4 tháng 5 năm 1960. Bà bàng hoàng, sửng sốt, đau đớn vô cùng. Nhưng bà lại nghĩ, máu đồng bào còn chảy thì sứ mệnh duy trì ngọn lửa đồng khởi còn đè nặng đôi vai. Vậy là bà lao nước mắt, đứng lên tiếp tục cuộc đấu tranh. Đến ngày hòa bình, sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ đảng và nhà nước giao phó, bà mới có điều kiện đưa hài cốt con trai về quê hương. Bà Trương Mỹ Khoa, nguyên bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước kể lại: nhà cô thường đông khách, nhưng nhiều lúc chẳng có ai. Đây chính là những lúc căn phòng quạnh quẽ nhất. Rồi đến ngày Chủ nhật, trong khi mọi người bận rộn với gia đình, nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, cô lại một mình lặng lẽ lên nghĩa trang thăm mộ con. Chắc chẳng ai biết những lúc ấy bà nghĩ gì. Chỉ biết rằng trong mắt mọi người, bà đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, kiên cường, bất khuất mà cũng rất dịu dàng, nhân hậu.